Câu hỏi thứ 13. Khổ là có thật, tại sao nói khổ là do mình tưởng? Muốn hết khổ thì đừng tưởng nữa, nghĩa là sao tôi không hiểu. Xin giải thích cho tôi được rõ. Tôi là Thiền gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi thứ 13 của anh Vũ Văn Sơn. Khổ hay vui là do con người sống với thế giới âm dương này tưởng tượng ra thôi. Muốn không khổ thì đừng có tưởng nữa, là không khổ. Ví dụ thấy người khác mặc quần áo đẹp, mình tưởng là họ đang vui. Mình mặc áo quần áo xấu, mình cảm thấy buồn, đó là do tại mình tưởng. Mình thấy người ta ngồi xe hơi đẹp, mình tưởng là họ đang vui. Mình đạp xe đạp thì mình thấy mình đang khổ. Tất cả đều do cái tưởng tượng của mình mà ra, do tưởng mà khổ. Mời anh hỏi tiếp ạ.